chào quý vị và các bạn. Dưới sự khống chế của khối không khí lạnh với đới gió Đông Bắc mang đặc tính là khô và lạnh, sáng sớm nay thì người dân miền Bắc vẫn bắt đầu ngày mới với tiết trời giá rét. Lúc này thì trời chỉ có một màn mây mỏng, không đủ để ngăn chặn quá trình phát xạ nhiệt từ mặt đất, nên nhiệt độ xuống ở mức là từ 12 đến 15 độ ở vùng đồng bằng và trung du. Còn vùng núi thì nhiều nơi xuống dưới 11 độ, trời rét buốt. Đêm và sáng rét là vậy, nhưng vào trưa chiều thì trời lại bừng nắng, kéo nền nhiệt độ tăng cao, phổ biến là từ 20 cho đến 23 độ. Khu vực Tây Bắc lên cao tới trên 23 độ nên trời ấm áp hơn hẳn. Cùng với nhiệt độ tăng cao, trưa chiều cũng là thời gian mà độ ẩm xuống thấp, nhiều nơi xuống dưới 50%, gây cảm giác khô hanh thấy rõ và đặc biệt là làm tăng nguy cơ cháy nổ tại các kho hàng bến bãi, nơi bày đồ hàng mã và các vật dụng dễ cháy, nhất là trong mùa lễ hội tháng riêng này. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy ban đêm nhiệt độ xuống thấp từ 12 đến 15 độ, ban ngày lại tăng cao 20 đến 23 độ, có nơi còn cao hơn. Như vậy là sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, lên tới gần chục độ. Quý vị và các bạn nên lưu ý đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ để tránh bị tác động do thời tiết biến đổi. Trái ngược với trạng thái nắng ráo khô hanh ở tại miền Trung thì gió Đông Bắc kết hợp với địa hình đón gió lại khiến cho trời tiếp tục nhiều mây và có mưa nhỏ, tập trung chủ yếu tại các tỉnh ven biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi. Mặc dù mưa với lượng ít nhưng chúng cũng góp phần khiến nền nhiệt độ duy trì ở mức thấp. Trời rét ở tại khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, càng lùi sâu xuống phía Nam nền nhiệt độ càng có xu hướng tăng dần. Từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Định, trời lạnh. Và phần còn lại, các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận sẽ có nền nhiệt độ mát mẻ với nhiệt độ không quá 30 độ. Trong ngày hôm nay, dưới ảnh hưởng của không khí lạnh thì gió Đông Bắc vẫn còn duy trì hoạt động mạnh tại vùng ven biển và ngoài khơi ở khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Bình Thuận. Do vậy mà thời tiết vẫn chưa ủng hộ các hoạt động ra khơi đánh bắt hải sản của bà con. Từ ngày mai 15 tháng 2, khi mà không khí lạnh suy yếu dần, thì sóng gió cũng sẽ hiền hòa hơn và tạo điều kiện thuận lợi trở lại cho các hoạt động trên biển. Nơi có thời tiết ổn định nhất cả nước hiện giờ là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Sáng sớm nay, với ảnh hưởng của rìa phía Nam khối không khí lạnh khuếch tán xuống, trời vẫn rét ở tại vùng cao nguyên khi nhiệt độ lúc này giảm về khoảng từ 15 đến 18 độ và cảm giác se lạnh tại các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ thấp nhất tiếp tục duy trì trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Còn vào ban ngày trời nắng ráo và hầu như không có mưa, nhiệt độ trưa chiều tại các tỉnh như là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông phổ biến là từ 25 đến 28 độ. Trong khi đó các tỉnh Nam Bộ sẽ cao hơn từ 3 đến 4 độ, dao động trong khoảng là từ 29 cho đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả phía Tây, vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Như vậy là hôm nay, sóng gió trên biển vẫn còn mạnh và chưa ủng hộ cho các hoạt động khai thác của bà con ngư dân. Trong khi đó, ở trên đất liền, mưa giảm dần tại các tỉnh Trung Bộ, trời còn rét tại các tỉnh phía Bắc, nhất là thời điểm về đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng ấm. Bản tin thời tiết sáng nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Thank you.